ta được hay sao? Thả ta ra ngay, các ngươi thật to gan. Ngài vừa có một hành động vô lễ xúc phạm tới ta đó. Ngài có quyền gì bắt ta về đây, trong khi đây là nhà của ta? Ta chỉ trêu đùa với nàng một chút cho vui thôi mà, xin nàng đừng quá giận dữ. Đến nước này thì ta sẽ nói thẳng, ta không bao giờ đồng ý làm vợ ngài đâu. Mời ngài về, nếu không ta sẽ dùng tới biện pháp mạnh đấy. Nhìn nàng càng tức giận, ta lại càng có hứng thú sở hữu nàng hơn. Hôm nay ta sẽ về, nhưng lần khác ta sẽ tới thăm cha mẹ nàng. Nàng nên nhớ cha ta là thần dứt, chúa tể của các vị thần. Đức vua ta muốn gì là sẽ có cho bằng được.